này vừa xuất hiện trong đầu lúc lại Phật. Và Vân sẽ nói về cái hạnh lắng nghe quý vị. Cái hạnh lắng nghe quan trọng như thế nào? Quan trọng như thế nào đối với chúng ta, đặc biệt là người con Phật? Hạnh lắng nghe cực kỳ quan trọng. Hôm qua Vân có nói chuyện với các em, thì các em mặt mày đứa nào đứa nấy bơ phờ quý vị. Thì hỏi ra mới biết nguyên nhân là quý vị không có hiểu ý của những gì Vân nói và cứ gọi tới tấp cho các em và cầu cứu. Quý vị có nhớ là cái ca mà Vân làm là vong linh thai nhi mà gửi lộn chỗ thành âm binh đó, quý vị nhớ không ạ? Và khi cái ca đó xong rồi thì các em nhận rất là nhiều cú điện thoại và cầu cứu là vì mình cũng ở trong trường hợp đó. Có nghĩa là mình đã từng gửi vong linh thai nhi mình vào những cái chỗ mà cảm thấy bất an, không an toàn. Cho nên là gọi các em và cầu cứu các em, và bây giờ phải làm sao. Nghe cái bài cái ca vừa rồi bất an quá, sợ quá, sợ các con mình đọa lạc, sợ các con mình làm âm binh. Quý vị hãy nhớ nè, giúp Vân nè, tất cả những bài pháp Vân nói ra, tất cả những ca Vân làm, Vân đều cho giải pháp. Quý vị nghe kỹ đi, quý vị sẽ có giải pháp trong bất kỳ cái bài pháp nào của Vân và bất kỳ cái gọi là cái ca nào Vân làm. Cái vấn đề ở đây là chúng ta không có lắng nghe cho kỹ và hết. Và khi chúng ta không lắng nghe cho kỹ thì quý vị biết chuyện gì xảy ra không? Chúng ta chỉ có nghe cái vấn đề của chúng ta thôi và ngưng tại cái vấn đề đó. Và khi quý vị nghe một cái, quý vị tá hỏa tâm tinh rồi, là quý vị không còn cho mình cái cơ hội là hiểu thêm nữa, là cái vấn đề hậu quả, xin lỗi, cái giải pháp mà Vân sách nói tới. Và các em hỏi đi hỏi lại là chị cô gì đó là có nghe hết cái bài của chị Vân chia sẻ không, thì nói là có nghe. Vậy thì có nghe từng chữ không? Có nghe. Vậy thì câu hỏi là nghe rồi có hiểu không? Hiểu luôn, nhưng mà hiểu, nghe hiểu nhưng mà sợ quá cầu cứu. Ủa là sao vậy? Ủa gì kỳ vậy? Giải pháp có sẵn hết trơn trong cái bài đó rồi, đúng không quý vị? Giải pháp Vân nói sẵn luôn trong cái bài đó luôn. Và nếu quý vị nghe cho kỹ, quý vị sẽ thấy và biết được cái giải pháp ngay tức khắc liền. Cho nên là lý do tại sao mà chúng ta có hai cái lỗ tai và một cái miệng, và Vân nói rất là nhiều lần rồi đúng không ạ? Tất cả vấn đề gì, chuyện lớn chuyện nhỏ gì, chúng ta cần phải nghe cho kỹ, nghe thật kỹ, và nếu như không hiểu hỏi lại. Ai đó nói mình cái gì, góp ý mình cái gì không hiểu, hỏi lại đây có phải là ý của chị không? Đây có phải là ý của cô không? Ý của anh không? Và khi hiểu rõ cái ý của người ta rồi thì chúng ta mới quyết định trả lời. Quý vị nào muốn ra thì cứ ra đi, đừng có nhắn tin, ra cứ nhắn tin. Mỗi lần quý vị nhắn tin là Vân sẽ động, vì màn hình Vân nó sẽ nhảy lên liên tục luôn. Và cái này nhắc hoài. Đó, đau lòng vậy đó, không có lắng nghe lại vậy đó. Cho nên khi quý vị lắng nghe thì quý vị sẽ lợi lạc, cực kỳ lợi lạc. Và quý vị không cần phải hỏi ai nữa hết. Và hãy nhớ, trong tất cả những bài chia sẻ của Vân, thậm chí trong những ca làm việc của Vân, Vân đều tóm gọn lại hết, đều tóm gọn lại bốn thành phần.
bốn phần rõ ràng luôn, quý vị để ý, quý vị sẽ thấy được, sẽ nghe được, sẽ hiểu được. Phần thứ nhất, đề tài nào cũng vậy hết, quý vị để ý nè. Vân Điều nói cái nguyên nhân, nguyên nhân của việc gì đó, về cái đề tài đó đó, và kế đó là Vân nói tới hậu quả, và kế đó là Vân nói là giải pháp, và kế đó cuối cùng kết luận là Vân nói lời khuyên của Vân cho cái đề tài đó. Và bài nào cũng vậy hết, quý vị để ý đi, để ý cái này đi nhé, là quý vị sẽ hiểu, quý vị sẽ hiểu. À, vấn đề là quý vị nghe tới cái nguyên nhân, cái hậu quả, quý vị tá quả tâm tinh rồi, quý vị ngưng liền ngay chỗ đó rồi. À, và hai cái sao cũng nghe, nhưng mà chất quốc nghe lỗ tai này, nó đã ra lỗ tai này hết trơn trọi rồi, không để tâm tới, và cứ nghe tới nguyên nhân và hậu quả. Nguyên nhân là chết rồi, Quỳnh ơi chị sợ quá vì chị đã bỏ Đông Linh Thai Nhi và chị đã gửi lộn người rồi. Hậu quả là trời ơi nó hận chị, một lần nữa chị giết chết nó, hai lần rồi em ơi chị sợ quá, run quá. Chấm hết tại đó. Cầu cứu cô Vân, cô Vân Quỳnh ơi, Quỳnh ơi làm ơn nói với chị Vân, giúp chị, giúp chị, giúp chị đi, chị hiểu hết á, nhưng mà giúp giúp giúp, cứu cứu, gấp gấp gấp, chị sợ quá, sợ quá. Ủa rõ ràng quý vị, nguyên nhân hậu quả quý vị, chị có nghe tới đây rồi, quý vị chấm dứt tại đây rồi. Và các em hỏi đi hỏi lại là chị có nghe cái phần giải pháp không? Chị Vân có cho giải pháp đó, và cho lời khuyên đó, và chị có nghe không? Có, nghe hết đó, em vừa nghe hết đó, nhưng mà nghe hết đó, nhưng mà nhưng mà gặp cô Vân, phải gặp cô Vân. Ủa gì kỳ vậy? Nhưng mà có hết giải pháp rồi, gặp Vân, Vân cũng nói y chang vậy thôi, đâu có khác gì đâu. Cho nên cái Vân muốn quý vị nghe không phải bằng lỗ tai nữa, khơi khơi nhẹ nhẹ là nghe bằng hai lỗ tai. Nhưng cái này Vân muốn quý vị đi sâu vào học hạnh lắng nghe bằng trái tim của mình, nghe bằng tim, nghe bằng tâm, không còn nghe bằng lỗ tai nữa. Lỗ tai có thể sai lầm, nghe bằng lỗ tai coi chừng nghe chớp quớt, không hiểu ý của người ta. Và rõ ràng cái ca đó Vân nói rất rõ ràng với vị, mà quý vị vẫn phải cầu cứu. À, bây giờ làm sao, làm sao bây giờ, phải làm sao để cho họ về đây. Và Vân nói rất rõ nguyên nhân của sự không lắng nghe là quý vị sẽ hiểu sai ý, sẽ hiểu lệch ý, và hậu quả là hại mình và hại người. Có nghĩa là quý vị sẽ không hiểu thì làm sao có thể làm an lạc được đây. Tâm động ngay tức khắc liền, và khi tâm quý vị động thì chuyện gì xảy ra? Cái công phu không có vô, không có vô đâu. Quý vị cứ nhớ cái vấn đề không à. Cho nên là cái quan trọng là bảo vệ tâm thanh tịnh của mình. Và bất cứ cái vấn đề cũng vậy, vấn đề nào cũng vậy. Bây giờ Vân nói sâu về cái vấn đề đó nè. Bây giờ quý vị gặp rất là nhiều người liên lạc với nhóm thiện nguyện là y chang như một câu chuyện gửi vong linh thai nhi sai chỗ. Bây giờ tu tập, câu hỏi là tu tập họ có về được không? Và cứ một câu hỏi. Cho nên Vân nhờ cái bài pháp này, Vân sẽ trả lời một lần nữa cho quý vị nhé. Trước đây quý vị vô minh, quý vị đã làm tổn thương vong linh thai nhi, đã giết nó một lần, đã giết các con mình một lần rồi, và bây giờ quý vị gửi sai chỗ là giết thêm một lần nữa để gửi nó đi làm âm binh một lần nữa. Và bây giờ quý vị tu tập trong đạo tràng online, có thể là bản thân quý vị mới bắt đầu tu chưa có ánh sáng, nhưng đạo tràng online hợp lực lại với nhau, chúng ta có một cái ánh sáng cực khủng, và mỗi ngày chúng ta đều mời họ về được hết. Quan trọng là quý vị mời họ về, và Vân đã hướng dẫn cái cách mời họ về vong linh thai nhi của mẹ tên gì đó, mẹ vì vô tình, mẹ vì không cố ý
mà mẹ đã làm tổn thương con một lần nữa. Bây giờ mẹ biết được Phật Pháp, mẹ tu tập rồi. Mẹ mời thỉnh hết tất cả các con về cùng tu tập với mẹ và đạo tràng online, để các con được siêu thoát về với Phật A Di Đà, không còn đau khổ nữa. Ngàn lần sám hối với các con vì cái sự vô minh của mẹ. Và quý vị cứ tha thiết mời như thế, họ sẽ lập tức được ra quý vị, được ra và về với mình, về tu tập với mình. Quý vị thấy rõ ràng rồi. Trời ơi, cái ca đó nó rõ như ban ngày vậy đó, mà quý vị vẫn hỏi, vẫn hỏi rõ luôn, vẫn nói giải thích rất là rõ. Khi quý vị tu tập cùng đạo tràng, hợp lực với nhau, cái lực của chúng ánh sáng rất là lớn, và họ sẽ được nhờ nương vào cái ánh sáng và nhờ cái lực của đạo tràng, họ sẽ được cứu ra khỏi chỗ nào đó họ bị nhốt quý vị, và kể cả người thân của quý vị nữa. Tất cả người thân của quý vị có thể họ bị bắt một nơi đâu đó, bị nhốt một ở đâu đó, họ vì nhờ cái sự tu tập của quý vị mà họ được cứu quý vị, được cứu không phải đời này mà nhiều đời nhiều kiếp nữa. Cho nên khi họ về họ tu tập với mình cùng đạo tràng thì quý vị biết rồi đúng không, kế tiếp là họ sẽ được siêu, đơn giản vậy thôi, quý vị không có cần phải động tâm như thế đâu. Cho nên khi quý vị động tâm thì quý vị sẽ làm rối mình, tự làm rối mình, và công đức chớp quốc hết trơn à. Tu tập mà cái tâm miệng niệm Phật, tâm tán loạn thì công đức ở đâu mà có. Cho nên là hãy lắng nghe trong bất cứ các lĩnh vực nào quý vị đang làm, thậm chí ngoài xã hội cũng như trong công việc cũng như trong đạo. Nếu chúng ta không lắng nghe, không học cái hạnh lắng nghe cho chuẩn, hiểu, lắng nghe phải hiểu, hiểu cái ý của vấn đề đó, thì chúng ta mới làm tốt được cái việc của chúng ta, mới có công đức trọn vẹn. Đi làm cũng vậy, nếu quý vị không lắng nghe người chủ của mình cho việc mình làm cái gì đó, thì mình làm có đúng ý của chủ không? Nếu không đúng thì chuyện gì xảy ra? Hậu quả như thế nào quý vị có biết không? Hậu quả cực khủng luôn, đuổi việc quý vị đó. Cho nên là cũng vậy, khi quý vị trong đạo mà quý vị không lắng nghe, người ta nói đường quý vị nghe một nẻo, là thứ nhất là mình sẽ làm rối chính mình, và mình không có được cái tâm thanh tịnh, và cái đó là làm rối không nói gì, và mình làm sai ý, lệch ý của chánh pháp, thì mình sẽ bị đọa đó quý vị. Cho nên không lắng nghe, hậu quả là hại mình, hại người, hại luôn người ta đó quý vị. Đó là trong đạo. Còn ngoài đời thì sao? Ngoài đời thì quý vị chỉ cần học, chỉ cần không lắng nghe, đi ngang qua đâu đó mà nghe tới ai nói xấu ai đó, mà không hiểu đầu đuôi câu chuyện, mà chỉ nghe được ba chớp ba sáng chụp có một câu chứng giữa thôi, là quý vị bắt đầu về mét lại một cái là đốt nhà người ta luôn, đốt nhà người ta luôn. Vẫn nói thí dụ là đi ra ngoài đường thấy anh chồng của người bạn mình đang uống cà phê với một cô gái nào đó, ủa người ta đi làm cái gì mình đâu có biết đâu, nhưng chỉ có liếc qua nhìn thấy và cố gắng nghe coi, nghe ba chớp ba sáng làm sao đó ha. Rồi bây giờ về mét, tao thấy chồng mày đi với người khác, cô gái đó cũng đẹp lắm, đẹp hơn mày nữa, trời ơi, đốt nhà người ta đó quý vị. Cho nên là rõ ràng là cái hạnh lắng nghe không có. Và cặp mắt của mình, hãy nhớ nè, đừng có tin tưởng vào cặp mắt của mình và lỗ tai của mình. Cho nên lắng nghe ở đây Vân muốn nói là lắng nghe và cảm được từ trong cái tim của chúng ta nè, cái tâm của chúng ta nè, chứ không phải là lắng nghe bằng cái lời ngon tiếng ngọt. Lời ngon tiếng ngọt có thể lắng nghe, gọi là ở ngoài người ta gọi là gì ta, đầu môi chót lưỡi hả? Chót lưỡi đầu môi phải không? Có nghĩa là cái người đó nói ngọt lắm, nói ngon lắm, quý vị nghe bằng lỗ tai chết người, ngọt mật chết ruồi đó, chết người. Nhưng khi quý vị nghe bằng cái tâm của mình, bằng cái tim của mình, là quý vị biết là ông này xạo, rõ ràng là xạo, phải không? Nguy hiểm lắm luôn á. Cho nên là lắng nghe, lắng động những cái gì mà mình lắng nghe, mình cần phải lắng động tâm tư của mình để mình nghe và mình hiểu câu chuyện, rồi mình mới ra cái giải pháp
cái câu trả lời quý vị. Và rõ ràng là chữ khổ từ đâu mà ra? Khổ là từ chúng ta như thế này nè, không có lắng nghe trọn vẹn nè, và nghe mà không hiểu đó. Luôn luôn người ta nói làm sao, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, mà chúng ta thì cũng là tập hành lắng nghe mà luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu. Cho nên là lâu lâu mới hiểu thì chuyện gì xảy ra? Làm chất quốc hết trơn, trời sai bét hết trơn. Cho nên đây là cái khổ đó. Mình chưa biết mình làm khổ ai, nhưng ta sẽ làm khổ ta trước. Ta đốt nhà người có nghĩa là ta đang đốt nhà mình trước. Có nghĩa là mình sẽ bị quả đó quý vị. Cho nên người con Phật vân khuyên, người con Phật, đặc biệt là chúng ta nói chúng ta muốn sống xứng đáng là người con Phật, chúng ta phải hạnh tập hạnh lắng nghe, hạnh của đất, hạnh của nước, và tập, không phải tập lắng nghe không, mà quý vị tập hoan hỷ với tất cả những gì đến với ta, cho dù đó là những cái ngoài mong muốn, cho dù đó là những cái làm cho chúng ta rất là khó chịu. Nhưng nếu như chúng ta lắng nghe và lắng động lại, và chúng ta xem xét coi cái việc này nó có quan trọng không, nó có thật sự quan trọng với mình không, và nếu như chúng ta chấp vào đó thì ta sẽ khổ như thế nào. Cho nên hãy hoan hỷ với tất cả và tập mỉm cười quý vị. Tập mỉm cười với tất cả. Tại sao Vân cứ nói đi nói lại là quý vị tập cười? Cười có khó không? Cười có mất tiền mua không? Không, không có khó chút nào hết, và cũng không có mất tiền mua nữa. Tại sao chúng ta không có cười được vậy? Là tại vì trong ruột cũng rối bời chứ làm sao cười, đúng không? Trong tâm đang phiền não, trong bụng nó đang rối nùi hết trơn, trời ơi, sao cười nổi đây? Vì sao? Vì chúng ta cái gì cũng ôm vào người hết, không buông xả được. Không buông xả được thì làm sao chúng ta có thể có nụ cười trọn vẹn trên môi đây, đúng không? Và bản thân Vân trước đây cũng vậy quý vị. Mình cứ gãi đầu và đau đầu và nói trời ơi, cuộc đời của con không có một cái nụ cười trọn vẹn trên môi, toàn là nụ cười giả tạo không à, đi nụ cười xã giao giả tạo không à. Rõ ràng là như vậy. Vì sao? Vì trong tâm đầy phiền não thì làm sao có nụ cười di lạc được đây? Quý vị thấy không? Nụ cười di lạc, Phật Di Lặc dễ thương không? Rất là dễ thương. Rất là đẹp luôn, đúng không ạ? Và tại sao ngày mùng 1 Tết là ngày của vía Phật Di Lặc? Là tại vì chúng ta cần cái nụ cười đó nguyên năm luôn. Cần nụ cười Di Lặc cả năm chứ không phải là ngày mùng 1 Tết không. Đúng không ạ? Và nếu chúng ta học hạnh của Phật, của Bồ Tát thì tại sao chúng ta không hạnh? Chúng ta đang học hạnh của các ngài thì chúng ta cần phải hành theo hạnh của các ngài chứ, đúng không ạ? Và hạnh của các ngài là gì? Luôn luôn hoan hỷ, luôn luôn nở nụ cười, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Vậy thì bây giờ chúng ta học bao nhiêu năm nay rồi, có được tướng nào của Phật không? Có được không? Hãy nhìn lại đi, nhìn lại bản thân chúng ta đi, có được cái tướng nào của Phật chưa? Tự trả lời nha. Nếu chưa là nhìn lại coi ăn ở làm sao vậy. Ăn ở làm sao mà không có tướng nào hết trơn, trời. Ủa, tôi quy y Phật mà đâu phải quy y ai đó đâu. Mà tại sao cái mặt của tôi nó không có giống như mặt Phật vậy? Cho nên là hãy nhìn lại chính mình. Và dân gian có nói một câu là ngày mùng 1 Tết làm cái gì thì cả năm ảnh hưởng tới cái đó, đúng không ạ? Đúng không? Ngày mùng 1 Tết làm gì thì cả năm ảnh hưởng tới cái đó. Cho nên ngày mùng 1 Tết cứ ăn chơi thoải mái, cả năm ăn chơi luôn. Đúng không? Hay vậy đó. Vẫn biết phải không nữa mà thấy vậy đó. Đặc biệt là người Việt Nam, ngày mùng 1 Tết cứ là không đi, không quét nhà nè, gọi là sao, không quét nhà nè,
Quét nhà sợ rác nó ra là tìm nó ra đúng không, và ăn chơi thoải mái nè, bài bạc, ăn chơi karaoke hát sướng ngày mùng 1 chơi cho nó đã thoải mái. Vì sao vậy? Vì người ta nghĩ là ngày mùng 1 mà làm cái gì thì nguyên năm sẽ làm cái đó, nguyên năm sẽ được cái đó. Và ngày mùng 1, Vân nhớ là nhà Vân lúc trước ở Việt Nam buôn bán đó quý vị, và mấy ngày Tết đó là mẹ Vân buôn bán nhiều lắm và đâu có giờ đếm tiền đâu, và đếm tiền tiền mà để cái thao thao gì đó. Xong cái ngày mùng 1 á là các bạn Vân được đi chơi mà Vân phải ngồi đếm tiền. Xong rồi Vân nói mẹ ơi con muốn đi chơi chứ con không muốn đếm tiền. Mẹ nói con ơi đếm tiền ngày mùng 1 là cả năm mình được đếm tiền mình nói ủa gì kỳ vậy cho nên là nó lạ vậy đó. Rồi ngày mùng 1 Tết mình đâu có thời gian dọn dẹp đâu, phải phụ mẹ buôn bán này kia. Rồi ngày mùng 1 Tết nhà cửa còn tùm lum, mẹ ơi con quét nhà, đừng quét nhà con, quét nhà tìm nó ra. Bà nội vẫn hay nói con mùng 1 Tết không có nên làm gì hết á, con mà làm là cả năm con cực khổ đó chỉ có ăn rồi đi chơi thôi. Cho nên là mình nói ủa gì kỳ vậy, ủa sao lạ vậy, ủa cái lực này ở đâu ra vậy bà. Nhưng mà từ nhỏ mình đã được huấn luyện như thế rồi, cho nên là năm nay Vân đang suy nghĩ nè, có phải là như thế không, có phải là rõ ràng là ngày mùng 1 Tết là làm cái gì đó là trọn năm mình đều hoan hỷ với cái đó không. Và bà nội Vân hay nói là tụi bay làm gì làm đó nha, ngày mùng 1 Tết là không có chửi con, không có đánh con nghe chưa là sợ con cháu nó bị ăn đòn cả năm và hơn là ngày mùng 1 Tết Vân không có bị đòn quý vị ngày mùng 1 Tết không có bị ăn đòn và cũng không có bị chửi hơn lắm luôn. Và mình cứ nghĩ là ngày nào cũng mong là ngày nào cũng là ngày mùng 1. Ủa sao kỳ với bà nội mình nói ngày mùng 1 là ai mà ngày mùng 1 là không không có ăn đòn là cả năm ăn đòn, mà tại sao cả năm vẫn ăn đòn cả năm không ăn đòn mình vẫn ăn đòn như ai cho nên là nếu nhân gian nói như thế thì Vân đang suy nghĩ là nếu thật sự có như thế thì tại sao mình không dùng ngày mùng 1 để tu cả ngày đúng không bây giờ mình làm khác người ta đi cho nên là Vân nói ủa tại sao ngày mùng 1 tới ngày mùng 3 người ta ăn thả cửa, ta ăn hết mùng người qua mền luôn nữa. Hết mùng người tới mền luôn, đúng không? Đặc biệt là Việt Nam. Việt Nam ăn Tết thoải mái ghê luôn á, coi như là Việt Nam là quốc gia đứng đầu của thế giới ăn Tết lớn nhất luôn. Hết mùng rồi qua tới mền luôn, rồi hết mền rồi không biết qua tới cái gì luôn. Lễ ở nước nào có, nước Việt Nam cũng có luôn. Ghê gớm vậy đó. Cái gì cũng có hết. Tại sao vậy? Việt Nam gọi là tuyên dương ăn chơi cho nên là thay vì như vậy thì bây giờ mình là người đi khác người ta, không giống ai hết trơn trọi, cho nên tại sao mùng 1, mùng 2, mùng 3 người ta ăn chơi mình không tu tập tại mục đích mình không giống ai mà đúng không, cho nên là dám không quý vị, dám không mùng 1, mùng 2, mùng 3 người ta ăn chơi, người ta gọi là sao, làm cái gì nhân gian pháp, bây giờ mình đi ngược lại người ta là tu hành theo Phật pháp được không. Mùng 1, mùng 2, mùng 3 người ta dành đi 10 kiển chùa để làm chi, thắp nhang lại Phật đặng có phước, cầu Phật, cầu Phật ơi là cầu Phật để có phước. Có phước không quý vị? Ai cũng đi đùng 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 đi chùa để cầu cầu lộc, cầu tài, cầu tiền, cầu danh, cầu lợi, có phước, và đem cho một đống âm binh về nhà vô tình không hay lộc mà đúng không, lộc ghê gớm lắm, và đem về và hỡi ơi các bạn ấy càng ngày càng đông, vì năm nào tôi cũng đi thỉnh lộc, lộc mà xa thiệt là xa luôn, ai nói chùa nào linh, miếu nào linh cũng có mặt tôi hết tại sao vậy, tại vì có phước mà. Vậy thì có phước thật không, hay là chúng ta phải tu tập chính mình, đem công đức của mình, đem công của mình ra tu thì chúng ta mới thật sự có công đức, mới thật sự có phước báo. Và bây giờ chúng ta học Phật, chúng ta đi sâu vào rồi, đúng không ạ? À? Đi sâu vào rồi thì rõ ràng là những cái cầu đó mà không hành thì chắc chắn sẽ không có phước báo, không có kết quả, đúng không ạ? À? Cho nên chúng ta đừng có vô minh như thế nữa. Phật chỉ có hộ trì, gọi là sao, hộ trì cho chúng ta, đúng, Phật luôn luôn hộ trì gia trì cho chúng ta,
Và Ngài luôn bên chúng ta với điều kiện chúng ta phải đồng tâm chư Phật, nguyện đồng nguyện chư Phật và tu tập thật sự có công đức, làm nhiều việc thiện, thì các Ngài luôn ở bên chúng ta và gia trì hỗ trợ cho chúng ta để chúng ta có thể làm tốt những gì chúng ta cần làm, chứ không phải mà vô chùa. Ba ngày Tết đi vô chùa rồi cầu ơi là cầu, đem nải chuối cúng dường không biết mấy đồng, bỏ thùng phước xương nữa, thùng công đức mà, thì tôi bỏ vô đây tôi sẽ có công đức chứ. Cho nên là just work hết quý vị, just work hết. Ủa, tự nhiên bữa nay mình nói về Tết là làm chi trời. Tự nhiên làm cho mình nôn Tết là sao. Ok, cho nên nó tóm lại cái đề tài chúng ta và cái giải pháp cho việc lắng nghe quý vị, cho việc lắng nghe. Cái mà Vân muốn nói đây là ngày của Phật Di Lặc là ngày mùng 1 Tết, là chúng ta nên học cái hạnh của Phật Di Lặc, luôn luôn mỉm cười, luôn luôn mỉm cười, và hoan hỷ với tất cả những gì đến với chúng ta. Hãy nhớ chúng ta, bất cứ cái gì đến với chúng ta đều có giải pháp hết. Giải pháp cho dù cái việc đó nó tệ nhất đi nữa cũng có giải pháp. Và giải pháp bắt đầu từ đâu quý vị? Giải pháp bắt đầu từ sự sám hối của chúng ta, bắt đầu từ sám hối tha thiết, bắt đầu sự tu tập của chúng ta, bắt đầu từ sự buông đồ đao xuống, đừng tạo nghiệp nữa và làm nhiều việc thiện. Thì những cái đó nó sẽ xoay chuyển. Và hãy nhớ tất cả đều cần có thời gian. Không phải là quý vị tu hôm nay 3 tháng sau, ủa sao vậy, chưa vẫn còn khổ. Còn vấn đề này nữa nè, có nhiều người nhắn tin cho các em nói là từ ngày mà tu tập với cô Vân á là nghiệp nó đổ ra. Có ai vậy không nè, có khai báo thật đi, nghiệp nó đổ ra, trời ơi khổ quá, không thể chịu nổi luôn. Và một hai nhất định là đổ thừa là tại vì tu với cô Vân đó. Ủa có ai vậy, cho Vân số 2 nè, nó thật, khai báo thật đi, tại vì tu trong đạo tràng online, chứ tôi tu mười mấy năm nay rồi đâu có khổ như vậy đâu. Tôi tu bao nhiêu năm nay rồi, đi chùa chiền tôi đâu có khổ như vậy đâu, mà từ ngày vô tu tập đạo tràng online, trời ơi nó khổ ơi là nó khổ, nó không biết đường binh luôn nữa, bây giờ không biết làm sao mà giải luôn nữa. Có không nè, bấm số 2 khai báo thật đi nè, trời ơi nhiều lắm đó, không phải đâu mà ổ sao không ai bấm số 2 chơi vậy. Đúng không? Và quý vị có khẳng định là tại đạo tràng online mà tôi mới khổ như vậy nè. Quý vị ơi, giống như Vân nói đó, tất cả cái gì đến với chúng ta hãy dùng trí tuệ của chúng ta mà suy ngẫm. Trí tuệ của chúng ta có, chúng ta không tận dụng thì nó sẽ không phát sáng được. Cho nên hãy giúp Vân nè, dĩ nhiên nghiệp nó sẽ đổ, nhưng nó đổ ra rồi mới hết chứ, đúng không? Và có nhiều người bỏ cuộc quý vị, bỏ cuộc không dám tu đạo tràng online nữa, không biết là cái gì mà vô đây tu mới có 3 tháng à, khổ quá chịu không nổi, chồng tự nhiên quậy lên, con tự nhiên bỏ nhà ra đi, ủa gì kỳ vậy, và không hoan hỷ với cái khổ này. Thì bây giờ quý vị có hai con đường lựa chọn thôi, hai con đường lựa chọn duy nhất thôi. Một là quý vị trả nghiệp bây giờ, hai là đợi tới cận tử nghiệp trả. Quý vị muốn cái nào? Muốn cái nào? Hôm qua Vân có kể cái việc mà cái ông bác mà Vân nói là chết không nhắm mắt và không cái miệng há và mắt mở to đó, trả nghiệp cận tử nghiệp đó, muốn không? Muốn như thế không? Cận tử nghiệp trả đó, quý vị muốn trả bây giờ hay quý vị muốn trả lúc cận tử nghiệp, có nghĩa là lúc chúng ta sắp mất đó, sắp lâm chung đó. Cho nên lúc bây giờ chúng ta còn khỏe, tại sao không chịu trả? Và tại sao quý vị tu một thời gian ngắn mà quý vị ta tu như thế này? Là tại vì quý vị đang tu đi đúng đường mà.
nó sợ quý vị vịt nợ, họ sợ quý vị vịt nợ cho nên họ mới tới họ đòi đó. Vậy thì bây giờ chúng ta rốt ráo nỗ lực để trả đi, mời họ cộng tu trả đi. Tại sao không hoan hỷ trả? Và nếu như quý vị không hoan hỷ trả nghiệp bây giờ thì quý vị bắt buộc chắc chắn cũng phải trả lúc cận tử nghiệp. Lúc phước báo mình giảm rồi, quý vị biết chuyện gì xảy ra không? Họ sẽ hợp lực lại với nhau và họ kéo quý vị đi xuống địa ngục một cách cực kỳ đau khổ. Vậy thì chọn đi. Chọn đi quý vị. Và hãy nhớ, chuyện gì cũng vậy hết. Gọi là sao? Cũng có cái thời gian của nó. Quý vị thiếu nợ người ta nhiều quá. Bây giờ thời gian mới có 3 tháng, quý vị kêu là tại sao tu vẫn khổ. Quý vị tu 1 năm, quý vị nói ủa tại sao vẫn khổ? Ủa tại sao vậy? Tại vì nghiệp quý vị nợ nhiều quá. Quý vị nợ người ta 1000 đô, quý vị mới có trả 500 đô mà quý vị kêu hết à? Có hết nổi đâu. Chưa hết thì tiếp tục trả chứ, đúng không? Biết làm sao gọi là hết đây? Chuyện chúng ta làm thì chúng ta hoan hỷ để làm đi. Hoan hỷ để làm đi. Cái khổ hôm nay của chúng ta có thể là chỉ một phần khổ thôi. Mình đã từng làm tổn thương khổ chúng sanh 10 phần đây kìa. Bây giờ mới có một phần thôi là mình la làng la xóm, kêu trời kêu đất là đổ lỗi cho người, đổ lỗi cho ai rồi. Vậy thì cái nợ này nó sẽ chồng thêm nợ và cột chặt hơn nữa. Quý vị có muốn thế? Có muốn vậy không? Muốn không? Và nếu không muốn thì chúng ta hãy luôn luôn hoan hỷ với tất cả những gì đến với chúng ta. Và nếu quý vị thật sự hoan hỷ thì quý vị không có cầu cứu tụi Vân đâu. Thật luôn đó, không có cầu cứu đâu. Quý vị biết không? Mỗi lần mà tụi Vân họp á là Vân thấy các em cái mặt nó bơ phờ luôn, là Vân phải hỏi là bây giờ các em là con của ai đây? Bơ phờ, đứa nào đứa nấy bơ phờ. Bây giờ nhìn lại đi, đi lấy kiến nhìn coi các em bây giờ là con của ai. Nó nói chị ơi, mỗi lần một ngày mà em nói chuyện với 3 người Phật tử, 4 người Phật tử là em mất năng lượng. Mất năng lượng. Mặt mày đứa nào đứa nấy nó bơ phờ hết. Hỏi sao vậy? Trời ơi, nó họ cứ nói y như cũ, không có hiểu chị nói. Họ không có hiểu và họ cứ cầu cứu. Và em nói xong là em tụt hình chút năng lượng. Và ngài nói 3 cú điện thoại là tụt hết, mất hết năng lượng. Mặt mày đứa nào đứa nấy giống như con của ma vậy quý vị. Bơ phờ hết trơn à. Sao vậy? Tại vì quý vị không hiểu. Quý vị luôn luôn lắng nghe nhưng mà lâu lâu mới hiểu. Cho nên tội nghiệp các em lắm quý vị. Hỏi có nghe pháp cô Vân không? Có. Bài nào cũng nghe hết. Nghe không sót bài nào hết. Vậy có hiểu không? Hiểu. Nhưng mà nguy hiểm cái chỗ chữ nhưng mà đó. Quý vị nói tự hiểu có nghĩa là quý vị phải hiểu. Chứ không phải là hiểu nhưng mà. Nhưng mà cầu cứu một lần thôi, giúp một lần thôi. Giúp một lần thôi, một lần thôi. Một lần rồi sẽ là một lần. Và nó kẹt một cái gì nè. Giúp một cái, giúp một người một cái là bắt đầu. Vừa xong một ca này là bắt đầu ùng điện thoại nó tới tấp nữa. Tới tấp nữa quý vị. Cho nên là đau như vậy. Cho nên vâng tha thiết mong quý vị nha. Nếu quý vị chưa hiểu, hãy nhớ nè, tất cả các bài pháp của Vân đều có phân ra 4 phần: nguyên nhân, hậu quả, giải pháp và lời khuyên. Cho nên khi quý vị chưa hiểu, quý vị nghe lại một lần, hai lần, ba lần để cho quý vị có thể hiểu. Và khi quý vị hiểu, quý vị không cần cầu cứu ai đâu. Không cần đâu nha. Trừ trường hợp mà khá là nặng, đặc biệt thì chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị. Vì nếu như ai cũng gọi hết, sức đâu chịu nổi. có lòng mà không đủ sức. Và cái vấn đề ở đây là quý vị gọi là quý vị cứ nói là trường hợp chị khẩn cấp lắm em ơi, em gọi cô Vân giùm đi, em kiếm cô Vân giùm đi, khẩn cấp lắm luôn. Mà các em cho quý vị lời khuyên, quý vị không chịu nghe mà cứ muốn gặp cô Vân một lần thôi, khẩn lắm. Ồ, các em nói cái này đâu có khẩn đâu, cái này chị Vân nói hoài mà, và cũng là khẩn lắm. Cho nên là hãy hoan hỷ quý vị nhé, học cười nhiều một chút đi. Mỗi buổi sáng ra đó,
nhìn kiến đi, trước trước cái trước cái bàn đánh răng của mình có cái kiến đúng không ạ? Hãy nhìn vào đó và cười một cái đi, sáng mở mắt ra mình cười một cái đi, cho mình hoan hỷ cả ngày đi. Cái này gọi là phong tục thế gian. Đầu ngày như thế nào thì là nguyên ngày sẽ hoan hỷ đó. Cho nên là quý vị tập cười nhiều hơn đi, sáng ra mở miệng cười với mình một cái đi. Hôm nay sẽ là ngày tuyệt vời ha. Mình cười và mình sẽ nói với chính bản thân mình: ngày hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời nhất của ta. Ngày hôm nay ta sẽ làm một ngày đầy năng lượng. Ngày hôm nay sẽ là một cái ngày hoan hỷ và ta sẽ gặp may mắn, vui vẻ, an lạc cả ngày. Hãy nói với ta như thế đi. Hãy đánh mạnh cái con người thật trong ta, ông Phật trong ta, hãy thức tỉnh mỗi buổi sáng, nhắc nhở để thức tỉnh đi. Thì làm sao có việc mà chúng ta sân si cả ngày, đúng không ạ? Giống như Vân nói đó, bản thân Vân có nhiều lúc buổi sáng hả, Vân phải lăn xuống giường té một cái đùng vì không nhấc nổi cái người, quý vị. Nhưng mà bò vô được cái phòng tắm rồi đó, là việc đầu tiên Vân làm là tỉnh dậy nha, chúng sanh đang đợi người, người không thể nào nằm nha, người không thể nào mệt hôm nay nha, người cần phải tỉnh táo lại nha. Và ngày hôm nay là ngày tuyệt vời nhất của ngươi. Mọi người đang đợi ngươi, ngươi phải có trách nhiệm bổn phận với chúng sanh. Hãy tỉnh dậy, không thể nào bị đánh gục như thế. Và bắt đầu vô trong shower, phòng tắm đó, dặn nước thật nóng, nóng nhất có thể. Và làm cho nó tỉnh, tìm đủ cách để cho cơ thể mình wake up, tỉnh, tỉnh thật tỉnh, để bắt đầu một ngày mới tuyệt vời. Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất của Vân. Và cứ nhắc nhở như thế. Và nó tự động wake up quý vị. Vì cái này tỉnh trước rồi nè. Cái này tỉnh rồi thì cái này nó sẽ đi theo. Cái thân chúng ta sẽ đi theo cái tâm của chúng ta. Và hãy nhớ luôn luôn nhắc nhở, luôn luôn nhắc nhở, luôn luôn nhắc nhở. Và hãy nhớ, nếu chúng ta không học hạnh lắng nghe bằng tâm, bằng tim chúng ta, thì chúng ta sẽ làm rối chúng ta, và đó là làm cho chúng ta tự đau khổ chính mình. Chính mình tự đau khổ, tự chuốc lấy phiền phức cho ta, và phiền phức hậu quả sẽ đến với những người xung quanh ta nữa. Tất cả cái gì cũng có giải pháp, nếu chúng ta thật sự giữ được cái tâm thanh tịnh của chúng ta và lắng nghe vấn đề và lời khuyên của Vân, là nếu người ta làm được thì ta chắc chắn sẽ làm được. Và đừng dùng những câu tiêu cực là em không làm được chị ơi, em không làm được. Quý vị Phong không phải không làm được, mà quý vị chưa làm được. Và hãy nhớ câu thần chú là: người ta làm được, chắc chắn tôi sẽ làm được. Quý vị hiểu chỗ này không ạ? Chắc chắn tôi sẽ làm được. Nhất định tôi sẽ làm được. Và tất cả chúng sanh ngoài kia cũng khổ, và người ta vượt qua được cái khổ nạn này, người ta làm được, chắc chắn tôi sẽ làm được. Và hãy nhớ, tất cả những cái khổ đến với ta chỉ có một cách giải duy nhất là sự tu tập của chúng ta, sự sám hối, sự tu tập của chúng ta thì chúng ta mới giải được. Còn nếu không, chúng ta đừng hòng mà giải. Bài toán này không có thể giải được đâu quý vị, nếu không có sự tu tập. Và tự lực chúng ta không làm nổi. Vì sao? Vì nghiệp lực cực nặng, chúng ta cần phải dùng tha lực của các ngài, bằng cách chúng ta phải bắt đầu từ chính bản thân ta, tự lực trước để cảm ứng với các ngài. Và chư Phật, chư Bồ Tát sẽ dùng tha lực để giúp chúng ta, để gia hộ cho chúng ta. Và hãy nhớ, nếu quý vị không bỏ cuộc thì chắc chắn quý vị có kết quả thành công. Và có nhiều cái
Nó cần phải có thời gian, cần phải có thời gian chứ không phải một ngày một bữa. Nhưng Vân tin chắc là tất cả bài toán khó cỡ nào cũng có đáp án hết. Vân tin chắc điều đó quý vị. Nhưng vì nó quá khó cho nên nó cần phải có thời gian để cho cái đáp án này chuẩn chỉnh, chính xác. Quý vị hiểu chỗ này không ạ? Quan trọng là đừng bao giờ bỏ cuộc với những gì chúng ta làm thì chắc chắn chúng ta sẽ có ngày thành công. Như hôm qua Vân nói đó, 17 năm tu tập rồi, đời này, đời trước không biết, đời này, nhưng chưa độ được người khó ngẫu mình. Rõ ràng là Vân vẫn còn dở ẹt. Dở ẹt luôn. Đó là một. Cái thứ nhì là vì căn cơ, cơ duyên của mỗi người chưa đúng thời cơ. Nhưng Vân tin chắc là nếu Vân kiên nhẫn, tha thiết kiên nhẫn thì một ngày đẹp trời, các ngài sẽ dùng tha lực của các ngài để giúp cho những cái gì Vân muốn thành tựu. Và nếu như đời này chưa được thì chắc chắn là Vân cũng có thể cứu đời nào đó. Tin chắc điều đó. Cho nên chúng ta, việc chúng ta làm, chúng ta làm. Và chúng ta sẽ làm hết sức có thể quý vị nhé. Bắt đầu từ lắng nghe và lắng nghe. Lắng nghe, thấu hiểu, hành động, kết quả. Đó là công thức thành công. Lắng nghe, thấu hiểu, hành động, tạo ra kết quả. A Di Đà Phật, đó là những cái mình chia sẻ cho quý vị hôm nay. Ok, hôm nay chúng ta sẽ ngừng tại đây quý vị nha. Và Vân hy vọng là hỏi ngược lại là nãy giờ Vân nói quý vị có hiểu Vân nói không? Ai hiểu mà bằng tim bằng tâm á, không phải hiểu bằng cái lỗ tai, hiểu bằng tim bằng tâm, quý vị bấm giùm Vân số 1 nè. Và hứa hành theo nhé. Hành theo có nghĩa là lắng nghe nhiều hơn, bớt nói lại hơn nữa. Bớt nói, bớt nói, bớt nói, ít nói nhất có thể. Và học cười nhiều hơn, lắng nghe bằng cái sự hoan hỷ của mình. Và làm theo, làm theo, làm theo để tạo được cái kết quả như chúng ta mong muốn. Chúng ta cần phải có hạnh lắng nghe bằng tâm bằng tim của chúng ta. Cảm, quý vị lắng nghe bằng cái cảm của mình đó. Số 1 nhiều lắm nha, có nghĩa là quý vị hứa với Vân quý vị hành theo đúng không? Và nếu hành theo hiểu rồi thì quý vị sẽ không có đu, sẽ không có cầu cứu nữa đúng không ạ? Ok rồi các em nghe nha. Hôm qua các em nó cầu cứu Vân quý vị, chị ơi em không chịu nổi nữa, em mất năng lượng quá rồi. Em không chịu nổi nữa. Và sắp tới đây Vân sẽ cho đứa nào mà mất năng lượng bơ phờ nhất sẽ tịnh tu. Và Vân sẽ nói tên các em là quý vị đừng có liên lạc với họ để cho họ tịnh tu nha quý vị. Vì nó đang mất năng lượng trầm trọng. Ok. Và họ nói là ủa các cô hứa là nguyện độ chúng sanh mà bây giờ chúng tôi cầu cứu các cô mà có cô không các cô không hoan hỷ hả? Dạ chúng tôi rất hoan hỷ nhưng sức người có hạn và chúng tôi vẫn là sức người quý vị. Sức người chứ chưa phải là sức ai đó cho nên là vẫn bị mất năng lượng. Chúng tôi cũng đang làm tốt và làm cố gắng hết sức có thể đặng lấy lại năng lượng nhưng mà ngày ba người thôi là cũng nằm bẹp được rồi. Vì cái năng lượng của quý vị nó truyền cho chúng tôi và cái năng lượng đó nó sẽ làm cho chúng tôi ảnh hưởng dùng dùng bão này nó hơi nặng cho nên là cũng cần phải nạp năng lượng lại. Rồi quý vị thôi chúng ta hồi hướng quý vị nhé. A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Chúng con nguyện đem công đức này
hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Tác Đại Chứng Minh. A Di Đà Phật. Rồi, vâng, chào cả nhà, chúc cả nhà tu tập an lạc nhé, và hẹn gặp lại vào thời công phu sau. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. A Di Đà Phật.